hành trình trở về với mảnh đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình. Lịch sử luôn ẩn giấu rất nhiều những bí mật thú vị. Những vùng đất ghi dấu sử sách, nơi xưa kia các đời vua đã mở đất, đóng đô vẫn luôn hấp dẫn tôi. Trở về với cố đô Hoa Lư, Ninh Bình lần này, tôi chọn đi tàu để có nhiều thời gian hơn suy ngẫm về hành trình ngược dòng lịch sử. Ga Ninh Bình là một trong những ga chính trong tuyến đường sắt huyết mạch Bắc Nam. Ga Ninh Bình ngày nay không chỉ là một địa chỉ giao thông mà còn là địa điểm tham quan lý tưởng của du khách bởi kiến trúc đẹp và hiện đại của ga. Ga Ninh Bình mới được khánh thành năm 2015 với nhiều khu dịch vụ tiện nghi. Ga cũ trước đây tuy chỉ còn sử dụng để vận chuyển hàng hóa, thế nhưng vẫn là một ga mang nhiều giá trị lịch sử quan trọng. Cái ga Ninh Bình cũ là nó ở một vị trí rất đẹp, phía trước nhìn sang núi Cánh Diều, phía sau ấy là sông Vân. Tương truyền là nơi đây cách đây hơn 1.000 năm về trước, Thái hậu Dương Văn Nga đã mang thuyền rồng ra đây đón vua Đây Lại Hành khi ngài thắng trận trở về. Dòng sông Vân, núi Cánh Diều gắn liền với câu chuyện lịch sử thời vua Lê đóng đô ở kinh đô Hoa Lư. Và còn rất nhiều những câu chuyện lịch sử khác về sự ra đời và tồn tại của mảnh đất cố đô này. Kinh thành Hoa Lư xưa rộng trên 300 hecta, nơi đây xưa kia bốn bề núi đá vây quanh, tạo nên một đô thành độc đáo không nơi đâu có được. Ngay trung tâm cố đô là đền thờ vua Tinh Tiên Hoàng. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và đóng đô tại kinh đô Hoa Lư. Và đây cũng chính là kinh đô của nhà nước phong kiến trung tập quyền đầu tiên của nước ta. Tại sao ông lại chọn Hoa Lư làm đất để đóng đô ạ? Vua Đinh Tiên Hoàng đã tận dụng địa hình núi non hiểm trở, lấy núi làm thành, lấy sông làm hào. Và cho đến ngày hôm nay thì khu vực thành ngoại là trung tâm chính của hai ngôi đền. Kinh thành Hoa Lư đã chứng kiến những bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, trong đó sự ra đời của hai triều đại tiếp theo ngay trên chính mảnh đất này là một dấu ấn đặc biệt quan trọng, khiến cho Hoa Lư được mệnh danh là mảnh đất thiêng ba vua. Sau khi vua Đinh Băng Hà, Lê Hoàn được tôn lên làm vua. Ông là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê định đô ở Hoa Lư. Kinh đô Hoa Lư chỉ tồn tại được 42 năm cho đến năm 1010 khi vua Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long. Nhưng đây vẫn được gọi là mảnh đất linh thiêng, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử nước nhà. Danh thắng Tràng An cũng là một nơi đã ghi dấu nhiều giai thoại của các triều đại đã trị vì tại kinh thành Hoa Lư. Phủ Khống là nơi thờ 7 vị quan trung thần dưới thời nhà Đinh. Tại đây có một cây thị thiêng gắn liền với câu chuyện về đạo vua tôi thời vua Đinh Tiên Hoàng. Cây thị lớn như thế này thì không biết là đã bao nhiêu năm tuổi rồi hả chị? Gốc thị này đã có niên đại là hơn 1.000 năm. Sau khi mà Đinh Tiên Hoàng mất vào rằm 979 thì có 7 vị quan trung thần đã mang di hài của ngài đi để khâm liệm. Khâm liệm xong thì 7 vị quan trung thần đã tuận tiết mang theo bí mật của mộ vua Đinh. Người Tràng An thường nghĩ nó là một cái cây thiêng. Những câu chuyện về quá trình dựng nước của các đời vua tại kinh đô Hoa Lư, những giai thoại sâu sắc về đạo vô tôi là điều chắc chắn sẽ làm tôi nhớ mãi. Hành trình khám phá những vùng đất cố đô của tôi vẫn còn tiếp tục. Và tôi tin rằng khi những chuyến tàu đi qua những vùng đất khác sẽ là những câu chuyện với thật nhiều cảm xúc mới.